Hello, kính chào anh chị em nhà đầu tư. Rất vui lại được gặp lại anh chị em trong một video phân tích về thị trường cũng như cổ phiếu. Em là Trọng Đại Ichimoku. Chúc quý anh chị một là video xem live vui vẻ và hữu ích anh chị nhá. Anh chị xem live thì nhớ để ra vài giây để like ủng hộ Trọng Đại cũng như là đội ngũ của Ichimoku Stock để đội ngũ có thêm năng lượng để làm thêm video mới phân tích thị trường và cổ phiếu để cảnh báo những cái tín hiệu xấu cũng như là những cái cổ phiếu đẹp đến cho anh chị. Ok, thì ngày hôm nay ngày 3 tháng 10 tiếp tục có một phiên là anh chị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Một phiên điều chỉnh rất là mạnh và điểm thì giảm rất là sâu và cái số lượng cổ phiếu điều chỉnh cũng rất là mạnh. Và cái điều này thì đã cảnh báo với anh chị em trong cái giai đoạn cách đây khoảng tầm gần một tháng, đã chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Và giai đoạn khoảng tầm 5 7 phiên gần đây thì cũng đã cảnh báo với anh em là thị trường có thể nó sẽ có nhịp hồi và báo anh em là túc tắc nếu mà anh em có nhiều tiền bắt đáy cái phiên ngày 27 tháng 9 anh em bắt thì bắt hàng về là anh em nên rút. Còn một hai phiên gần đây cũng cảnh báo với anh em về một cái kịch bản mà thị trường có thể diễn ra giống như cái giai đoạn năm 2014 chia sẻ với anh chị em. Chúng ta cùng quay trở lại năm 2014 nhá. Đấy, cái giai đoạn này thì nó khá là giống với cái này 2014 và như hiện tại thì khả năng nó xảy ra giống 2014 là rất là cao. Đây anh chị ạ. Anh chị em thì nhớ xem like thì xem video thì nhớ ủng hộ em Đại nhá. Đâu rồi? 2013, 2014 2016. Đấy, rất giống cái đoạn này. Có mấy cái đoạn này, đây anh chị đã. Này, trước đó thì nó cũng tạo hai đỉnh này, cũng hôm trước cũng cảnh báo với anh chị em. Đó, cũng có thể là giống cái đoạn này. Cũng như vậy. Đấy. Sau một cái nhịp điều chỉnh đầu tiên, thị trường có một cái mức thanh khoản nó rất là thấp trong những cái phiên vừa qua và trước đó cũng vậy. Cái giai đoạn 2014 cũng như vậy anh chị nhá. Đấy, và sau đó này, cũng giống đoạn này cũng vậy này. Nó có những cái nhịp hồi phục lên nhưng mà thanh khoản ở cái mức rất là thấp. Thì giai đoạn những cái phiên vừa qua thì nhiều nhiều anh chị em có thể là đưa ra một cái quan điểm là cạn cung, tức là không có cái lượng bán ra nhưng mà ngược lại thì cũng cái lực cầu vào nó rất là yếu và ngày hôm nay nó tiếp tục trạng thái một cái trạng thái kích hoạt năm giống năm 2014 anh chị nào, thậm chí là hôm nay là nó còn thủng cả đáy luôn. Đấy, hôm nay là nó giống hai cái nến này. Đó, rất là thảm khốc. Trước đó chia sẻ với anh em rồi, anh em bắt đáy ở cái nhịp cách đây khoảng tầm 4 đến 5 phiên thì anh em bắt với cái tỷ trọng vừa phải thôi và bắt những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mạnh hơn thị trường. Và trong những cái phiên vừa qua thì em lại cũng làm những cái video và cũng như làm những cái chia sẻ những cái nhận định thị trường đến cho anh chị em. Đây, đến anh chị em. Đấy ạ. Đấy, ngày hôm nay đây cũng nhận định thị trường đây. Hỗ trợ 1130 kháng cự 1175, vượt 1175 thì tiến tiếp, còn mất 1130 thì tiếp tục điều chỉnh. Thanh khoản thấp thì cầu chưa mạnh nhưng chưa ai muốn bán, cần có phiên bùng nổ để xác nhận cái xu hướng hồi phục nó rõ ràng hơn. Đấy, có những cái tín hiệu hồi phục nhưng mà tín hiệu hồi phục không rõ ràng do cái lực cầu vào nó không quá mạnh. Đấy, về mặt nhóm ngành thì có một số cái nhóm ngành đây, thủy sản bán lẻ phân đạm thì nó mạnh hơn một chút nhưng những cái cổ phiếu của nhóm ngân hàng thì nó đang trực chờ một cái trạng thái tương đối là xấu đó. Và hành động trong những cái phiên gần đây cũng đã chia sẻ với anh chị em đó là thị trường đang trong một cái nhịp hồi phục tương đối yếu, thì anh chị em nào mà cầm nhiều tiền đấy, những nhóm ngành mạnh thì anh em gọi là ưu tiên, nếu mà có giải ngân thì giải ngân từng phần và nhỏ lẻ. Đấy, còn anh em cầm hàng thì ưu tiên vẫn hạ tỷ trọng khi mà thị trường hay là cổ phiếu của chúng ta gặp cản. Hôm trước cũng như vậy đúng không? Hôm trước cũng phân tích với anh em, nhận định thị trường với anh em ngày mùng 2 tháng 10 cũng như vậy đó. Cầm nhiều tiền quan sát nhóm mạnh, mua tỷ trọng nhỏ từng phần, còn cầm nhiều hàng thì ưu tiên gặp cản thì hạ tỷ trọng đó. Còn nếu mà mua thì anh em lựa chọn những cái nhóm ngành mạnh, và cũng có gợi ý cho anh em một số cái nhóm ngành mạnh như bán lẻ, thủy sản, bất động sản công nghiệp hay là hóa chất. Đấy, cũng cảnh báo với anh em. Ngày hôm qua thì em cũng làm những cái video về phân tích thị trường. Đây. Big 3, Big 4, nguy hiểm, banh toang, VN, ai cứu. Đó. Hôm qua cũng làm, giai đoạn trước cũng làm rất là nhiều những cái video để cảnh báo đến anh em đây.
những cái ngày trước cũng nói với anh em đây, vui thôi đừng vui quá. Những cái thời điểm mà VN-Index có những cái dấu hiệu tạo đáy, có những dấu hiệu tạo đáy trong ngắn hạn và hồi phục lên cái thời điểm ngày 27 tháng 9, có chia sẻ với anh em. Nhưng báo anh em thì cứ bình tĩnh thôi, đừng có vui quá. Do thị trường hiện tại đã vẫn đang trong một cái nhịp mà trong trung hạn vẫn có thể là một cái nhịp tương đối là xấu. Chúng ta nhìn một chút về cái nhịp trung hạn của VN-Index ở trong nhịp này nhá. Để chúng ta thấy được là cái trạng thái hiện tại thì giảm, thì nó đã giảm hết hay chưa, và nếu mà về đâu thì chúng ta mới mua được. Đó, chúng ta nhìn khung đồ thị tuần trước đi. Khung đồ thị tuần thì tuần, ba cái tuần gần đây nhất thì ba cái cây nến điều chỉnh nó rất là mạnh, đó, anh chị nhìn thấy đây, điều chỉnh rất là mạnh và không, gần như không có một cái lực đỡ nào. Nếu mà nhìn, chúng ta nhìn về mặt khung đồ thị tuần nhá, ba cây nến điều chỉnh liên tiếp và chúng ta thấy là rất là lâu rồi mới có một cái trạng thái kiểu như này. Đấy, giai đoạn mà index 1500 nó cũng có 3-4 tuần chỉnh liên tiếp, nhưng mà sau đó đến cái tuần thứ tư này cái lực rút chân này nó cũng khá là mạnh. Đấy, và sau đó đến cái thời điểm chỗ này cũng vậy. Đấy, cũng có những cái tuần điều chỉnh rất là mạnh, sau đó nó mới chứng lại cái đà điều chỉnh này. Đấy, thì hiện tại cái vùng hỗ trợ của VN-Index trên khung đồ thị tuần là loanh quanh cái vùng 1100, 1080 đến vùng 1100. Thì cái vùng này em đánh giá là nếu mà có những nhịp điều chỉnh về đây thì khả năng nó sẽ có nhịp hồi. Sẽ có nhịp hồi. Hôm nay thì nó chỉnh khá là sâu rồi. Hôm nay chỉnh khá là sâu, nếu mà tính từ đầu tuần đến giờ là nó chỉnh 3% rồi. Hiện tại đang 1118 thì còn chỉ khoảng tầm 18 điểm nữa thôi. Đúng không? Đã về cái vùng 1100. Và cái kịch bản đau thương mà em có chia sẻ với anh chị em ở cái giai đoạn cách đây khoảng tầm gần 1 tháng trước. Nếu anh chị em mà theo dõi em lại tầm 1 tháng trước đây. Đó. Đây, chia sẻ với anh em khá là lâu cái giai đoạn trước rồi. Có gì đó không ổn, cách đây gần 1 tháng đã chia sẻ với anh em. Đấy, từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 9 tiếp tục cảnh báo đây anh em. Đó, cảnh báo rất là nhiều lần anh chị nhá. Nếu anh chị mà theo dõi em đại. Đó. 11 tháng 9, 12 tháng 9, 22 tháng 9, 14 tháng 9, mùng 8 tháng 9. Đó, rất là nhiều lần cảnh báo với anh chị em. SSI cảnh báo này, nhanh một lệnh chậm cả sóng này, đứng sang một bên nhường anh em múc này. Đó, phân tích rất là nhiều này, còn tiền còn cơ hội rất là lâu rồi anh chị nhá. Rất là lâu rồi. Đã chia sẻ với anh em về một cái quan điểm thị trường, cái áp lực bán nó tiếp tục gia tăng ở cái thời điểm cách đây gần 1 tháng. Và anh chị em nào mà lỡ đu ở cái giai đoạn đó mà không kịp thoát ở cái giai đoạn vừa giờ thì thực sự rất là khó khăn, rất là mệt mỏi. Đó. Đây, hay là cái kịch bản đau thương đây. Cẩn trọng trung hạn, không có khả năng một kịch bản đau thương này thì vào bây giờ là chính thức là xác nhận cái kịch bản này anh chị nhá. Và bây giờ là cái vùng mà chúng ta đang hướng đến và cái đúng target phân kỳ RSI là quanh cái vùng 1100 đến vùng 1050. Tức là loanh quanh bây giờ chỉ còn khoảng tầm, bây giờ đang 1118 đúng không? Tức là còn khoảng tầm 30 điểm nữa thôi, loanh quanh khoảng tầm 30 điểm nữa là đã đến cái target mà chúng ta đang hướng đến rồi. Thậm chí anh chị nhá, thậm chí nếu mà xét về RSI khung tuần, thậm chí nó còn kinh khủng hơn nhá. Cái này thì cần thêm thời gian, nhưng em đang có thể là đang hơi lo lắng một cái câu chuyện về mặt trung hạn, thậm chí nó còn xấu hơn cả cái vùng 1080. Đó, cái chuyện này thì để thời gian xác nhận thêm và em cần củng cố thêm những cái thông tin nữa. Nhưng mà hiện tại cái vùng 1080 đến vùng 1100 thì nó đang hiện hữu rất là gần ở đây rồi. Đúng không ạ? Chỉ còn khoảng 34 điểm nữa thôi, chỉ cần 1-2 phiên như ngày hôm nay thôi là đã đến cái vùng đó rồi. Đúng không? Ngày hôm qua em livestream cũng cảnh báo với anh em, nếu mà thị trường trong một cái pha điều chỉnh, nếu mà nó xấu ở đây, đó là nó mà vỡ đáy, rất nhiều cổ phiếu đang trực chờ một cái trạng thái vỡ đáy, thì anh em phải auto bán cho em để tránh một cái trạng thái sai lầm như cái nhịp trên này. Những cái nhịp trên này anh em nào mà tiếc nuối không bán thì anh em bây giờ kẹt hàng, anh em ước gì mà thị trường quay trở lại cái thời điểm index 1200 để anh em bán. Thì bây giờ có thể nếu một kịch bản mà nó như em vừa nói, có thể là nó đau thương hơn cả cái vùng 1085, 1080, thì có khi lúc đó anh chị lại ước đến bây giờ, cái thời điểm hiện tại để anh chị bán. Đó, cái này thì không phải nói ra để dọa anh chị đâu, mà nó đang dần dần hiện hữu đấy anh chị nhá. Đang dần dần hiện hữu, anh chị phải hành động, nó phải thật sự quyết liệt. Với những anh chị nào mà đánh T cộng mà anh chị nào đánh bắt đáy ở trong giai đoạn vừa giờ, phải cực kỳ là kỷ luật thì chúng ta mới còn tiền, chúng ta mua được với giá thấp được. Trên khung H1 thì cái trạng thái nó khá là yếu. Nó yếu ở đây là đã hai lần rồi. Nếu mà chúng ta nhìn RSI này, thông thường RSI ở H1 ấy, thì nó phải đi hết cái chu kỳ, tức là nó lên vùng 70,
sau đó nó mới điều chỉnh, nhưng mà lần này nó chỉ lên được cái vùng 40-50 thôi, đến cái vùng giữa là nó lại cắm đầu xuống, chứng tỏ là cái động lực của thị trường nó rất là yếu. Và cái thời điểm mà cách đây khoảng tầm 3-4 phiên, VN-Index tiệm cận cái vùng 1125-1130, và giai đoạn đó cũng báo với anh em là anh em nào thích đánh cà phê, thích bắt túc tắc thì bắt được cái nhóm chứng khoán một vài mã đấy. Và thực ra là em Đại cũng bắt và cũng đã bán hết rồi, và bây giờ cũng không ham hố nhiều cái này lợi nhuận ở trong giai đoạn này. Và thực ra cái nhịp hồi này em đánh giá nó rất là yếu. Cái nhịp vừa giờ sau khi giảm từ 1250 mà về đến cái vùng 1130, tức là một cái nhịp giảm nó hơn 100 điểm, nhưng mà nó hồi cực kỳ yếu, nó hồi được có tầm 3-40 điểm thôi. 3-40 điểm từ 1130 lên 1165, tức là khoảng tầm cứ cho là 40 điểm. Cực kỳ là yếu ớt anh chị nhá. Đấy, chứng tỏ là dòng tiền họ vẫn chưa quay trở lại. Với cái dòng tiền mà họ đã thoát ra, anh chúng ta nhìn cái chỉ báo này nhá. Cái lượng hàng nắm ở phía trên này đang đu ở trên rất là nhiều. Thì cần rất nhiều thời gian nữa thì nó mới lấy lại được cân bằng anh chị nhá. Hoặc là phải giảm rất là sâu thì dòng tiền đứng ngoài thì họ mới cảm thấy, dòng tiền lớn ấy, họ mới cảm thấy hấp dẫn, họ mới lao vào. Đó, thì bây giờ cái trạng thái này em đánh giá là vẫn còn đang rất là mạnh. Rất là mạnh trên khung daily thì em đang trông chờ một cái tín hiệu phân kỳ, nhưng mà khả năng như này là nó không phân kỳ được rồi. Nha, nên là cần thêm thời gian nữa, cần thêm thời gian để lấy lại cân bằng. Trên khung tuần em kỳ vọng cái nhịp vừa giờ là cái nhịp hồi đầu tiên. Cái nhịp hồi đầu tiên của VN-Index trên khung tuần, nhưng mà thậm chí là cái nhịp này nó còn chưa được cái nhịp hồi đầu tiên luôn. Thực sự là rất là mệt. Cái điều chỉnh này nó rất là ác liệt luôn anh chị nhá. Mô hình hai đỉnh rồi, phân kỳ RSI nói với anh em tuần này là tuần thứ tư liên tiếp rồi. Cái câu chuyện này thì nó quá cũ rồi. Anh em nào mà nghe em Đại cái thời điểm cái đỉnh khoảng 3-4 tuần thì bây giờ anh em đã có thể là cầm rất là nhiều tiền và chờ đợi những cái thời điểm là ngon lành để chúng ta tham gia. Đó. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn, thậm chí là trung hạn, thị trường vẫn chưa lấy lại được cân bằng anh chị để ý nhá. Thị trường vẫn chưa lấy lại được cân bằng. Để mà thị trường lấy lại được cân bằng thì có những cái dấu hiệu này. Anh chị phải chú ý này. Thứ nhất, nó phải về được những cái vùng cân bằng, những vùng hỗ trợ mạnh, những vùng cân bằng, những vùng hỗ trợ mạnh. Ở đây là quanh cái vùng 1080, chúng ta quan sát xem nó có lấy lại cân bằng hay không. Còn về mặt mô hình nến thì nó phải xuất hiện những cây nến tuần với biên nến hẹp. Anh chị nhá, trong trung hạn thì nó phải xuất hiện những cây nến tuần với biên nến hẹp và volume phải ở mức nhỏ. Anh chị nhá, volume nhỏ, biên nến hẹp thì trên khung đồ thị tuần nó mới tạo ra được cái vùng cân bằng. Đấy, thì mà bây giờ thì anh chị thấy ở đây biên nến vẫn đang rất là rộng và cái lực bán nó vẫn đang ào ào đúng không? Chúng ta nhìn tuần này là tuần thứ tư rồi. Tất nhiên thì trong cái thời điểm nào đó trong tuần nó sẽ có những cái lực hồi lên. Nhưng mà trong cái xu hướng chung về mặt trung hạn thì chúng ta vẫn đang thấy một cái lực bán nó rất là mạnh, rất là khủng khiếp. Thậm chí là trong một năm trở lại đây, từ đúng cái thời điểm này tháng 9 năm ngoái cũng có lực bán nó tương tự như vậy. Lần này nó cũng khá là giống. Anh chị thấy giống không? Tuần trước này, tháng trước này, à năm trước này, 1, 2, 3, 4, 5 tuần liên tiếp giảm. Thì tuần này là tuần thứ tư liên tiếp rồi, chưa có một cái nến tuần xanh nào trở lại. Đó anh chị nhá. Nên là vị thế về mặt trung hạn em đánh giá nó vẫn chưa lấy lại được cái vùng cân bằng, nó chưa cân bằng trở lại. Mà thị trường mà chưa cân bằng trở lại thì rất khó có thể có những cái nhịp hồi phục ở trong trung hạn được. Nên là vị thế anh em đánh theo sóng, đánh theo trung hạn, chúng ta đang cầm tiền, chúng ta tiếp tục chờ đợi, chờ đợi thị trường có những tín hiệu rõ ràng hơn. Những tín hiệu rõ ràng như em vừa nói đó là cần thứ nhất là volume nhỏ, thứ hai là biên nến hẹp. Đó, một vài tuần nào đó giống như kiểu những chỗ này. Đấy, biên nến hẹp, volume nhỏ thì sau đó cái dòng tiền nó thấy hấp dẫn, nó quay trở lại, nó test lại được những cái vùng cân bằng và cái lượng bán ra không nhiều thì lúc đó dòng tiền lớn quay trở lại thì mới đẩy cổ phiếu lên được. Thế bây giờ anh chị hình dung nếu mà họ đẩy cổ phiếu lên, đúng không? Đẩy cổ phiếu lên thì cái lượng hàng nhỏ lẻ đang đu ở trên này rất là nhiều thì họ lại xả vào đầu thì rất, thì lái phải cần rất rất là nhiều tiền thì mới kéo cổ phiếu lên được. Thì không, họ không tội gì họ kéo lên luôn, họ cứ đạp cho chán đi anh chị nhá. Những cái vùng cân bằng tiếp theo của VN-Index mà chúng ta có thể quan sát những cái nhịp T cộng, em nêu nhá, em nhấn mạnh nhá, ở đây là những cái nhịp T cộng, tức là nó sẽ có những nhịp hồi có thể kịp T. Mà cái đánh T cộng này thì anh chị đánh với tỷ trọng vừa phải nhá, vì đang trong một cái trạng thái như hiện tại là downtrend rồi anh em nhá. Downtrend ở trong ngắn hạn, đáy sau thấp hơn đáy trước rồi,
anh chị nha, mất đi những cái vùng cân bằng, những cái đường Kijun 65, Kijun 129, Tenkan Kijun đang cắm xuống, cắm rất là mạnh nữa. Nên anh em chú ý cái điều này. Đánh thì đánh T, bắt với tỷ trọng vừa phải. Chúng ta ở cái vị thế bắt đáy, ở trong một cái nhịp điều chỉnh mạnh ở trong trung hạn, thì anh em bắt thì với tỷ trọng vừa phải. Thị trường vẫn chưa lấy lại được cân bằng, anh chị nha, vẫn chưa lấy lại được cân bằng. Em nhấn mạnh cho anh chị em này, anh chị em hiểu được cái vị thế của chúng ta đang như thế nào ở trong trung hạn. Đó. Rồi, chúng ta đi qua những cái khung nhỏ hơn này. H1 ở đây. H1 ở đây thì hôm nay cũng có những cái cây nến rút chân, nhưng mà đóng nến ngày hôm nay lại là một cây nến đỏ và đóng nến gần như là thấp nhất phiên. Đúng không? Gần như thấp nhất phiên, thanh khoản ở cái mức cũng ở cái trung bình khá thôi, không quá lớn. Không quá lớn như những cái phiên trước đây. À, cũng thuộc cái dạng là lớn trong khoảng tầm 3-4 phiên gần đây, nhưng mà không quá lớn. Đó, không quá lớn. Biên nến rất là rộng, bán từ sáng đến chiều, đúng không ạ? Có những thời điểm cuối phiên thì có những cái lực hồi lên, nhưng mà ngay sau đó cuối phiên lại tiếp tục bị đạp. Hỗ trợ gần nhất ở trên khung H1 thì bây giờ nó không có rồi, đúng không? Bây giờ nó không có cái gì hỗ trợ ở H1, chỉ có những khung thời gian lớn hơn. Khung daily bây giờ cũng không có rồi. Chúng ta nhìn quan sát ở đây này. Hôm nay nó về đúng cái đỉnh cũ đây, 1120 là cái đỉnh trung hạn cái giai đoạn trước này. Thì hôm nay nó dừng lại ở đây và nó cũng sát cái đường EMA 200. Thì có thể nó sẽ có những cái nhịp rung lắc tích lũy ở đây. Có hồi lên thì hồi lên cái vùng 1130, 1140. Thì cái áp lực bán em đánh giá nó lại vẫn có. Thế bây giờ cái dư địa ở đây thì nó không được nhiều. Đúng không ạ? Thế bây giờ là hỗ trợ là 1100, kháng cự là 1130, 1140. Tức là cũng tầm khoảng 30 điểm. Đúng không? Với 30 điểm thì chúng ta cũng rất là khó kỳ vọng một con nhịp hồi nó mạnh được. Vì trong trung hạn, cái pha chỉnh đầu tiên thậm chí còn nó còn chưa kết thúc. Thông thường ở trong một cái nhịp của thị trường ấy thì nó sẽ có những cái pha, khoảng 2 pha điều chỉnh mạnh, giống như năm ngoái đây. Đúng không? Một pha điều chỉnh, một nhịp hồi, một pha điều chỉnh. Đấy, 2 pha điều chỉnh mạnh. Thì bây giờ mới là cái nhịp pha đầu tiên, nó chưa có một nhịp hồi. Đấy, năm ngoái nó có một nhịp hồi lên, sau đó nó có pha thứ hai. Thì bây giờ nó chưa có một nhịp hồi đầu tiên. Anh chị nào, cái pha ở đây là cái pha hồi trong trung hạn, anh chị để ý nhá. À, chúng ta phải bắt được cái pha hồi trong trung hạn thì cái cơ hội có lời nó mới có. Còn những cái pha hồi nhỏ trong nhịp T cộng ấy thì cái dư địa nó không được nhiều đâu. Anh em chú ý những cái nhịp này. Cái giai đoạn vừa qua này, mấy cái phiên gần đây thì cũng báo anh em bắt ở 1125, 1130 thì khả năng là đủ T rồi, đúng không? Cũng có lợi nhuận được vài 3%, 5%. Mấy ông chứng khoán thì cũng được mười mấy phần trăm, cũng tương đối ổn rồi. À, cũng báo anh em bán hết rồi. Đó. Nên là anh em giai đoạn này cực kỳ là cẩn trọng, không việc gì phải vội cả. Anh em nào mà cầm nhiều tiền thì nếu chúng ta muốn mua ấy, thì chúng ta mua túc tắc, tỷ trọng nó nhỏ thôi. Đánh theo cái trạng thái là trạng thái bắt đáy thì cái tỷ trọng nó phải nhỏ. Và nếu mà thủng đáy là chúng ta phải cắt. Ngày hôm qua thì có làm một video về nhóm ngân hàng. Thì hôm nay chúng ta soi lại cái nhóm ngân hàng này để xem cái vị thế nó như thế nào. Đầu tiên là Vietcombank ngày hôm nay thì nó chưa vỡ đáy, nhưng mà cái trạng thái nó cũng đang ngấp nghé rồi. Volume ngày hôm nay không quá lớn. Anh chị nào? Volume ngày hôm nay không quá lớn. Anh chị đợi em chút. Em cập nhật lại cái... Em chút nha. Để cập nhật thêm cái dữ liệu. Ok, đây. Vietcombank ngày hôm nay đây. Volume cũng không quá lớn, nhưng mà nó lớn hơn 1-2 phiên gần đây. Xét về mặt bằng chung thì nó cũng không thuộc cái dạng trung bình thôi. Đó, trung bình cũng có một cái rút chân nhẹ, đúng không ạ? Rút chân nhẹ, nhưng mà cũng ngấp nghé ở cái vùng rất là nguy hiểm. À, hôm qua thì có nói về thứ hai là CTG, đúng không? CTG ngày hôm nay là đóng đến đúng vùng 29 thôi. Hôm qua có nói với anh em là vùng 29 là vùng cực kỳ là nguy hiểm, đúng không? Hôm nay đóng đến đúng 29, à, 29.1. Mà nếu mà 1-2 phiên tới nó thủng mất cái vùng 29 này, thì khả năng nó sẽ bước vào một cái pha điều chỉnh sẽ mạnh hơn ở trong, thậm chí là trong trung hạn. BID ngày hôm nay, hôm qua có nói với anh chị em đúng không? Anh chị có thấy BID không? Đó, BID em nhắc rất là nhiều trong giai đoạn gần đây, thì hôm nay là chính thức nó vỡ rồi nhá. Chính thức là vỡ, mất tận 5.5%. Đúng không? Vỡ cái này rồi. Hôm qua có nói với anh chị em là nếu mà nó thủng cái này thì nó sẽ kích hoạt một cái trạng thái là mấy anh em trên này là cắt lỗ. Đấy, hôm nay là chính thức là bị cắt lỗ này. Mấy ông ở trên này là khả năng nhiều ông bị cắt lỗ, là ông ấy đã cắt rồi. Có thể nó sẽ có những nhịp hồi kỹ thuật giống như cái đường em vẽ đây. Test lại cái vùng trước đó là hỗ trợ thì bây giờ là cả. Tiếp tục là điều chỉnh tiếp. Và cái pha điều chỉnh này là cái pha điều chỉnh ở trong trung hạn, thậm chí là dài hạn. Anh chị để ý nhá. BID đang khá là xấu đấy.
Đó, hôm qua là có nói BID, CTG và Vietcombank, thì hôm nay là Vietcombank cố gắng vẫn giữ được. Hôm nay Vietcombank là phá đó thì không biết là bao nhiêu điểm. Hôm nay BID là phá rồi đúng không? CTG thì cũng phá đôi chút. Đó. Ngoài ra còn có cả ACB. ACB cũng đang ở một cái trạng thái nó tương đối là nguy hiểm. Cũng đang ở cái ngưỡng cực kỳ là quan trọng. Đấy, volume bán thì hôm nay cũng cao hơn một chút, nhưng mà chưa quá là xấu, cũng có những cái hy vọng, còn hy vọng thôi, nhưng mà ở đây là cũng trực chờ rồi. Đấy, cũng giống như BID một hai phiên gần đây đó, nếu mà nó vỡ xuống thì nó cũng rất là nguy hiểm đó. Và mấy ông banh này có nói với anh em rồi, hôm qua cũng làm những cái video cho anh em rồi đúng không? Đấy, banh toang thì ai cứu về đi đây, khi mà chứng khoán thì nó như vậy rồi, bất động sản thì như nào anh em biết rồi, có chăng nó chỉ là nhìn hồn kỹ thuật rồi đúng không? Thép thì cũng như vậy đúng không? Banh toang mà đi ai cứu đó, Big Four, à Big Three à, vì Agri không có ở đây thì chỉ là Big Three thôi đúng không anh em? Đó, hôm nay thì cái nhóm, một cái nhóm khác đó là cái nhóm thép cũng có một tín hiệu khá xấu, đó là Hòa Phát. Hôm nay cái lực bán nó xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng, nếu mà anh chị xem cái livestream buổi sáng ngày hôm nay thì có cảnh báo với anh chị em là Hòa Phát H1 nó khá xấu. Hôm nay được volume bán của Hòa Phát rất mạnh, chính thức là vỡ cái đáy này. Bây giờ này nó còn một cái hỗ trợ theo Ichimoku ở đây là cái đường Kijun 129, nhưng mà với cái trạng thái vỡ mất cái đáy cái thời điểm index 1150 thì chứng thức nó đã quay trở lại cái xu hướng giảm anh chị nào, vỡ mất cái đáy này là mất xu hướng đấy, chính thức mất xu hướng anh chị nào. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn thì anh chị em nào mà có hàng những cái điểm hồi lên thì anh em nên thoát, còn anh chị em là muốn mua thì chờ đợi Hòa Phát cân bằng trở lại. Những cái phiên thanh khoản thấp gần đây này là những anh em ở trên này vẫn còn đang hy vọng còn một cái nhịp hồi, nhưng mà ngày hôm nay nó chính thức cái vỡ cái này này thì nhiều anh em, thứ nhất là anh em bắt mới gần đây, thứ hai là anh em ở phía trên này, này khả năng là anh em cắt lỗ anh chị ạ, khả năng là anh em đã bắt đầu ở một cái trạng thái cắt lỗ rồi. Nếu chúng ta nhìn HPG đấy, HPG đây đúng không ạ, sáng thì lúc chia sẻ với anh em là có hai cái nến H1 này đó, cuối phiên là như này, cũng có những cái nhịp hồi kỹ thuật nhưng mà em đánh giá nhịp hồi này nó không không mạnh, không mạnh, và cái áp lực bán chung đến từ từ phiên sáng đến phiên chiều như này là lớn, là lớn, volume lớn. Nếu chúng ta nhìn volume khung daily ngày hôm nay cũng thuộc những cái nến thuộc cái top lớn trong khoảng tầm mấy tháng gần đây đó, và chính thức là thủng mấy cái đáy này. Cái điều quan trọng nhất là nó vỡ mất cái đáy này anh chị nào, vỡ mất cái đáy này, đáy là rất là quan trọng anh chị nào, rất là quan trọng, vì nó cây cái đáy này nó xác nhận cái xu hướng ở trong ngắn hạn. Và trước đó này, cách đây khoảng tầm một tuần thì nó vẫn giữ được và nó có những cái phiên hồi phục, nhưng mà phiên hôm nay là chính thức là vỡ anh chị nào, chưa biết là nó vỡ thật hay vỡ giả, nhưng mà đã vỡ rồi là xấu anh chị nào, nó đã vỡ vỡ rồi là xấu. Anh em cầm hàng thì những cái cổ phiếu mà vỡ là anh chị auto cắt cho em, giống như ngày hôm qua nói với anh em về BID, vỡ đáy là anh em auto cắt, không biết là đúng hay sai, là vỡ là cắt đã, sau đó thị trường nó có như nào, cổ phiếu nó có như nào thì chúng ta làm ván mới sau, chúng ta hồi lên thì chúng ta tính sau. À, còn vỡ đã chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta xử lý. Nó giống như thị trường cũng vậy. Nếu mà anh em cứ cố 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 à, vỡ xong là anh em lại cứ cố cứ hy vọng. Này em ví dụ nha. Rất nhiều anh chị em mắc phải cái trạng thái như thế này trong ngắn hạn. Đó là cái giai đoạn này. Giai đoạn index 1200 này, anh chị kỳ vọng là 2200 rất là mạnh, rất lâu rồi nó mới vượt được, mà vượt giai đoạn trước rất thuyết phục. Nhưng mà lần này nó về đây nó hồi lên, sau đó nó vỡ đúng chỗ này luôn, thì anh chị em không bán à, anh chị em không bán. Sau đó nó có nhịp hồi lên sát cái vùng 1200 này, 1198, anh em không bán. Anh em kỳ vọng chỗ này là giảm giả, bia bia chap đúng không, bẫy bẫy giảm nó west out đi lên thôi, sau em không bán. Đến lúc nó làm cho 2-3 cây về đến đây, sau đó nó hồi lên đây, anh em lại nghĩ là trong đầu là chắc là quả này là nó lại giảm giả, nó quay trở lại xu hướng tăng, rồi anh em lại không bán. Đến lúc nó giảm về hôm nay thì anh em ước gì anh em lại ước về cái vùng 1200 anh em bán. Đó, thì cái trạng thái hiện tại nó cũng như vậy. Nếu anh em không xử lý khi mà nó vỡ cái đáy này thì anh em đến một cái thời điểm mà đó anh em lại ước gì đến cái thời điểm này anh em rút, anh em thoát ra. Đó, để tránh một cái trạng thái giằng co về tâm lý thì anh chị em chỉ còn cách là kỷ luật, tức là vi phạm cắt lỗ, vỡ đáy là anh em auto cắt. Anh chị nào, chỉ còn cách đó thôi. Không để đoán trước là thị trường có diễn biến như nào. Và giai đoạn này thì ngay bản thân em đại cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi, cực kỳ là khó đoán.
cực kỳ là khó đoán. Mà khó quá thì chúng ta có thể là chúng ta nằm im, đúng không? Có đánh thì chúng ta đánh cà phê, đánh chơi chơi thôi. Còn không là chúng ta đánh cũng nằm im. Anh em mà không có thời gian bám bảng thì anh em nằm im, không việc gì phải vội cả. Đã nhắc với anh em rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nên là vị thế ở trong ngắn hạn, thị trường vẫn còn đang rất là mệt. Khi mà những cái nhóm ngành như là thứ nhất là thép, như ngày hôm nay là banh hay là chứng khoán đều có những diễn biến xấu ở trong ngắn hạn. Đây là banh anh chị nào, đúng chưa? Banh volume bắt đầu lớn lên, lực bán mạnh, thủng mất cái nền. Đó là thép volume lớn, bán mạnh, thủng mất cái nền. Đó là chứng khoán volume cũng lớn, bán mạnh, thủng mất nền. Đó là bất động sản volume bán cũng lớn lên, cũng khả năng thủng mất cái nền. Nhưng mà nhóm bất động sản thì nó giảm quá là mạnh giai đoạn vừa giờ, thì có thể nó có một cái nhịp hồi. Ở đây nó đang trực chờ một cái trạng thái, nếu mà hồi lên được thì nó có thể là phân kỳ RSI, thì có thể có nhịp hồi. Do bất động sản nó đã giảm rất là mạnh giai đoạn vừa qua rồi, nên là nhóm bất động sản em đánh giá là nhịp này là có thể là nó giảm không quá mạnh hơn những cái nhóm khác. Nhưng mà ba cái nhóm như em vừa nói, banh, thép và chứng khoán đều đang có những cái diễn biến nó khá là xấu ở trong ngắn hạn anh chị em nhá. Nên là cái diễn biến xấu ở trong ngắn hạn thì nó tiếp tục cho một cái chu kỳ điều chỉnh ở trong trung hạn. Cái điều này thì cũng đã nhắc với anh chị em khoảng tầm 3 tuần trước rồi, cảnh báo với anh chị em rất là nhiều lần rồi. Anh em là có hàng ở trên này thì anh em chốt dần đi, còn mua mới ở những cái vùng như này là những cái vùng mà không còn phù hợp để anh em mua đánh ngắn hạn, thậm chí là không đánh trung hạn, thậm chí là đánh ngắn hạn nữa. Đó. Cũng đã cảnh báo với anh em rất là nhiều lần rồi anh chị nhá. Ok, thì ngày hôm nay thì làm cái video này để thấy được thị trường nó đang bước vào một cái pha chỉnh thứ hai ở trong ngắn hạn, và thông thường cái pha chỉnh thứ hai ở trong ngắn hạn nó mới là cái pha chỉnh mạnh anh chị nhá. Pha chỉnh thứ hai nó mới là pha chỉnh mạnh, nên là anh em chú ý trong giai đoạn này để chúng ta mua bán thì chúng ta vẫn tiếp tục cẩn trọng. Anh em có mua thì anh em tiếp tục cẩn trọng, anh em nào mà lỡ kẻ thì những cái nhịp hồi thì anh em rút thôi anh em nhá. Trên khung H1, khung H1 thì nó cần thêm khoảng 5-6 nén giờ nữa thì có thể nó mới lại cân bằng được. Đấy, anh em nào cần đánh cà phê cà pháo, bắt gần những cổ phiếu mà anh em đang cầm tỷ trọng tiền lớn ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp với em Đại nhá, em Đại hỗ trợ. Đấy, còn anh em nào cần cơ cấu danh mục thì anh chị em cũng liên hệ trực tiếp với em Đại hỗ trợ anh chị em. Room khách hàng của em Đại thì đứng ngoài rất là lâu rồi, đứng ngoài gần như là từ cái thời điểm VN-Index loanh quanh. Đấy, chia sẻ lại với anh em nhé. Từ ngày 11 tháng 9 đã báo anh em sút 1/2 rồi nhé. Đó. Anh em đánh T chưa hạ, vẫn có thể hạ. Mua mới anh em đợi thêm. Nếu đúng anh em được bao nhiêu, nếu sai anh em mất bao nhiêu, anh em đặt lên bàn cân và tỉnh táo. Đó. Cơ hội sẽ mở ra nếu anh em còn tiền. Đó. Đến ngày 12 cũng vậy. Thị trường tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn báo anh em là mùng 1/2/40 cộng trừ. Anh em vẫn có thể bán những cổ phiếu nào yếu kém. Đó, đến ngày 22 tháng 9 là hô anh em bán hết. 22 tháng 9 lúc đó sẽ đã có những cái dấu hiệu xấu của nhóm chứng khoán. Có những dấu hiệu xấu. Đó, lúc đó báo anh em là cổ phiếu mà lời lãi nhỏ, lỗ nhỏ, phạm vi phạm là anh em rút hết cho em. Đó. Đó, mất 1/1/50 là xác nhận vào pha chỉnh trung hạn. Và bây giờ nó đang xác nhận nói anh em nhé. Đó. Các nhóm dầu, dệt, điện, thủy sản thì nó, anh em nào còn mà giữ được kênh thì anh em vẫn giữ. Đó. Từ cái giờ đoạn đó đã báo anh em rất là nhiều lần rồi. Đó anh em nhá. Nên là anh em nào cần cái sự hỗ trợ, cần view về mặt thị trường, cần những cái nhóm ngành mạnh, những cái cổ phiếu mạnh anh em mua bán thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Đại. Em Đại vẫn đang theo rất là sát thị trường và đã có những cái nhận định nó tương đối sát ở trong khoảng tầm gần một tháng vừa qua, loanh quanh một tháng vừa qua và trước đó nữa. Nếu mà anh em nào mà theo dõi em Đại đủ lâu, khoảng tầm 6-7 tháng trước, thì em Đại giai đoạn đó là có anh em hô anh em múc rất là nhiều đây, ở trên kênh YouTube cho anh em xem nhé. Hô anh em múc rất là nhiều cách đây khoảng tầm 4-5 tháng trước. Đấy, nếu mà anh em theo dõi em Đại đủ lâu. Đâu rồi. Danh sách phát này anh chị này. Cũng rất là lâu rồi nhá. Hồi anh em múc rất là nhiều. Đây. Giai đoạn ở đây thì không cho anh em mua đó.
5 tháng trước này. Ông nào sợ bắt đáy thì đứng sang một bên này. Đáy không múc tím đường sầu này, múc mệt mài này. Bạn có biết dòng tiền tạo nên siêu cổ phiếu này, hay là cơ hội 2 năm mới có một lần? 5 tháng trước là hô anh em múc nhiệt tình, hô thậm chí là tầm 2 tuần liền. Hô anh em nhé, 2 tuần liền hô anh em liên tục. Đó, bây giờ thì báo anh em là đứng sang một bên là cho anh em múc. Đó, tại sao lại như vậy? Anh chị nào mà theo dõi em Đại đủ lâu thì để mà mua được đúng chân sóng về mặt trung hạn và bán có thể nói là gần như là đúng đỉnh, anh chị nào bán 1240 loanh quanh 1240 nè, loanh quanh 1240, không bán ở 125x đâu, chỉ bán ở 1240 thôi. Đấy, mua ở 1030 1040, bán ở 1240, tức là loanh quanh tầm 200 điểm đó. Thì anh chị liên hệ trực tiếp với em Đại, em Đại hỗ trợ anh chị giai đoạn sắp tới nhé. Những cái nhịp điều chỉnh ở trong trung hạn này nó lại mở ra cái cơ hội về mặt trung và dài hạn. Nếu chúng ta nhìn khung đồ thị tháng thì chúng ta lại thấy một cái trạng, một cái cơ hội nếu mà thị trường điều chỉnh, anh chị nhá. Đó, nó lại hay như vậy. Những cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn, trung hạn nó lại mở ra cái cơ hội về mặt trung và dài hạn, anh chị nhá. À, nên anh chị em nào mà muốn đánh sóng dài dài một chút, 3 tháng 6 tháng thì anh chị liên hệ trực tiếp với em Đại để em Đại hỗ trợ anh chị em. Ok. À, video ngày hôm nay thì làm để thứ nhất là củng cố tinh thần anh em, để chúng ta có thể là view một cách trọn vẹn hơn cho một cái nhịp sóng. Thứ hai đó là hỗ trợ anh chị em, với những anh chị em nào kẹt hàng thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Cái điều gì cũng có cách giải quyết anh chị em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.